Xin chào tất cả anh em ha. Thì trưa hôm nay em đã tiếp tục lên cho anh em cái lô máy 12 cây gồm 9 cây cắt cỏ và 3 cây cưa nha anh em. Hôm nay em lên clip cho anh em là ngày thứ 2 31 tháng 10 và cái ngày cuối cùng của tháng 10 trong năm luôn ha. Clip hôm nay em lên cho anh em là chữ SC. Anh em chốt hàng thì nhớ cái mã máy giùm em. Ở đây em có ghi thông số cho anh em là mã máy, tên cái nòng bít tông bao nhiêu và cái giá nha anh em. Giá ở đây thì em đã bao gồm phí ship và phụ tùng theo cho mình luôn. Cắt cỏ thì sẽ theo cho anh em là 4-6 món, còn cưa thì sẽ là 4 món. Cắt cỏ hôm nay giá 1,2-1,3 rất là nhiều luôn nha anh em. Đây 1,2-1,3 nè, 1,5 nè, rất là nhiều luôn. Có hai con ở dưới là một con máy nòng to là nó 2,3 là TH3400. Một con Maru 26 cực kỳ đẹp luôn, gáp hệ luôn, nó 2,2 là trong lô hôm nay chỉ có hai con này là mất thôi. Còn để cắt cỏ là rất là rẻ luôn, 1,5-1,3, 1,2 nè. Hay rất là rẻ luôn, có tim gờ luôn nha anh em. Nói chung hôm nay rất là dễ lựa luôn. Anh em chốt hàng thì điện trực tiếp vào số điện thoại của em ha, 0917414042. Số này có Zalo nha. Kênh YouTube của em là Cửa Hàng Mai Giang Tèo ha. Hình thức mua bán bên em có nói đó là bên em sẽ bao ship tận nhà, anh em không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận. Anh em chốt đơn đó, anh em xem trên clip kỹ rồi thấy ok rồi thì anh em gọi trực tiếp anh em chốt, anh em nói cái mã máy luôn. Còn anh em nào muốn xem kỹ hơn nữa thì anh em kết bạn Zalo với em thì em sẽ quay clip con đó riêng cho anh em, riêng con đó cho anh em xem cho nó dễ. Vậy đó thì rất là đơn giản nha anh em. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ủy ban xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Những anh em lần đầu tiên xem clip nhớ cho em cái nút đăng ký kênh nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Em vô hẳn con đầu tiên cho mình luôn là con S1 nha. Con này là con máy chưa xài luôn nha anh em, còn rất là mới luôn. Anh em nhìn cái lam nè, chữ nó còn nguyên si luôn. Đây, rất là đẹp luôn ha. Hai mặt là chữ còn nguyên luôn. Con này đổ xăng chưa tới hai lần đâu nha anh em. Này chắc xài lần đầu tiên xong rồi xài xong lần một rồi bỏ ra bãi luôn nè, chứ không có xài lần thứ hai đâu. Bây giờ còn rất là mới luôn. Anh em nhìn cái áo nè. Còn mới chát luôn ha. Bô thì còn đen thui nha. Đây. Còn rất là mới luôn ha. Tem mát thì còn nguyên si nè. Con này là Ryobi 37 ly, nòng 37 ly ha, con này 32 cc nha. Đây, số seri máy đây, tem mát in Japan nè. Có một số anh nó gặp cái trường hợp nói là Ryobi là hàng của bãi Úc. Không phải nha anh em. Ryobi nó có nhiều loại. Ryobi của bãi Úc thì đúng là của bãi Úc, nhưng mà cái hàng này là hàng của thằng Nhật. Nó xuất qua Nhật nha anh em. Cái này đặt ở công ty của Nhật luôn. Là hàng này là chuyên sản xuất cho người Nhật xài, chứ không phải là hàng nội địa Úc nha anh em. Cái này anh em hiểu lầm, bữa giờ cũng có mấy anh nói đó. Ví dụ như con này Ryobi nè, đời hàng này là Komatsu G3135, nhưng mà tem nó chữ Ryobi. Còn ví dụ như mấy con kia R Ryobi 3500, G Ryobi 80 đó, là mấy cái hàng đó là dòng của thằng G nha anh em. Mấy anh em lưu ý, anh em hiểu nhầm chỗ này, hôm qua giờ có rất là nhiều anh hiểu nhầm chỗ này luôn. Đây, mặt thì còn rất là đẹp luôn ha. Còn cái lam thì quá xuất sắc luôn nha anh em. 37 ly, 32 cc nha. Lam con này dài 4 tấc 3 ha. Con này như có phanh xích luôn nha anh em. Đây, xích thì còn rất là dày nha, còn được khoảng 80% nha anh em. Cực kỳ dày dặn luôn, nói chung con này là chưa có xài được nhiều, phanh xích thì còn rất là nhạy luôn ha. S1 giá 2,3 nha. Nhiều anh em hiểu lầm cái chỗ này, bởi vì hôm nay em lên clip em giải thích cho anh em chỗ này cho anh em đừng có hiểu lầm. Rồi, con S2. S2 là con Shinewa 1032 ha, nòng 37 ly, con này 32 cc. Chụp giật có trợ lực nha anh em. Xin qua shop nè, và rất là nhạy nổ luôn ha. Con này nó có cái e tự động luôn, kéo ra đóng e nè, anh em chỉ việc lên ra thôi là tự động nó mở cho mình luôn, nó giống như cắt cỏ vậy đó. Con này đời sản xuất là 2006 nha anh em, tháng 8 2006. Cái đầu máy nặng 3,6 kg nha, khá là nhẹ nhàng cho mình luôn. Hình thức thì còn rất là đẹp luôn ha. Hàng Shinewa là hàng nội địa Nhật nha anh em, là chuyên sản xuất cho người Nhật xài không á, là chính gốc luôn nha. Lam dài 4 tấc 3 ha, và con này nó đi cái lam Latin luôn, quá xịn sò luôn. Lam còn cực kỳ dày dặn luôn ha, quá đẹp quá mới luôn nha anh em. Có hàm rộng mình luôn nè, máy nhỏ cho nên hàm rộng nó nhỏ theo luôn. Mini S2 giá 2,4 triệu nha anh em, quá rẻ luôn ha. Tiếp theo là con S3. Là con
con nòng đứng nha anh em, Echo GC35 ha, nòng 38 ly, 35cc, nòng đứng cho nên chạy rất là phao và rất là tiết kiệm xăng luôn. Con này nó có luôn cái phần phanh xích luôn nha anh em. Đây, rất là nhẹ nhàng cho mình luôn. Ha. Ổ giật là trợ lực nha, giật cực kỳ nhẹ và cực là nhảy nổ luôn nha. Đây. Cực kỳ nhảy nổ luôn nha anh em, gọi là kéo như giật, gọi là giật như không giật cái đó, rất là nhẹ nhàng. Con này nó cũng đi cho anh em là cái e tự động luôn. Rất là xịn sò luôn nha anh em. Có bơm xăng phụ luôn ha. Hình thức thì con này nguyên zin nguyên bản 100%. Làm zin theo máy. Còn chặn xích luôn nha. Xích thì còn rất là dày luôn ha. Đây, trên 85% nha. Rồi, làm con này dài 4 tấc 8 nha anh em. Nòng đứng đi làm 4 tấc 8 thì con này phải gọi là hạ cây rất là ngon luôn. Với lại cưa tay dài nữa, cho nên là anh em cầm nó sẽ rất là đỡ mổ tay luôn ha. S3 nòng 38 ly, 35cc, giá 3 triệu nha anh em. Tiếp theo là con S4. S4 là con Kawasaki TF22 ha, nòng 32 ly, 22cc nha anh em. Một cái dòng máy giá rẻ nhưng mà được cái là tum gời, tum nhôm, anh em dùng có thể là tháo được cái đầu máy luôn, rất là tiện lợi luôn. Mà giá thì chỉ có 1 triệu 2 thôi, giá này phải gọi là giá sổ giá rẻ cho mình luôn nha. Bình xăng con hai kim mới ha, bình xăng lớn con này thì cũng đã thay mới nha. Con này nó dùng công tắc ấn phía trước đầu máy nè. Đây tum này thì anh em việc tháo bốn ốc này ra là anh em có thể lấy cái đầu máy gời anh em xài riêng được rồi. Rồi tay lái lắp đầu bò đầy đủ cho mình hết nha. Đầu bò thì chén kẹp đầy đủ cho mình luôn ha. Về cái việc là dùng gắn lưỡi vô là xài thôi. Có chén chống quắn cỏ luôn nha anh em. Xài là không có sợ bị cỏ quắn vô đầu bò đứng máy ha. S4 giá 1.200.000. S5. S5 là cái con Gobin nòng bogie đứng nha anh em. Nòng là 31 ly, con này 21cc nha. Con máy này dùng gia đình chạy rất là phao, rất là khỏe và cực kỳ tiết kiệm xăng luôn ha. Bình xăng con hai kim mới nè, giúp cho xăng qua đều hơn, không có bị đứng giữa chừng mà giật thì rất là nhảy nổ luôn. Bình xăng lớn zin theo máy nha. Với lại con này áo nhựa nha anh em, cho nên nó cũng khá là nhẹ. Con này tổng trọng lượng xăng nhớt luôn thì nó khoảng 4kg thôi. Tum của nó là tum nhôm ha. Đây, tum còn khá là sáng nha. Công tắc zin ha, công tắc ấn nè. Rồi con này tay lái lắp đầu bò đầy đủ nha. Đây cây lắp là còn chữ luôn nha anh em, rất là đẹp luôn ha, chưa bị chạy miếng nào luôn, trắng cỏ gì theo máy cho mình luôn nha. Nói chung con này anh em dùng gia đình thì rất là hợp lý, gọn nhẹ mà lại giá cực kỳ im luôn. S5 giá có 1.6 triệu thôi nha anh em, Rio Robin ha. Tiếp theo là con S6. S6 là một con máy thương hiệu rất là nổi tiếng luôn nha anh em, dòng Kawasaki. Cái dòng này là chuyên về nội địa của Nhật luôn nha, chuyên sản xuất cho người Nhật xài ha. Dòng này là kiểu như nó sản xuất cho mấy anh ở thành thị xài á, cỡ nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, cho nên nó làm chỉ có 30 ly 20cc thôi nha anh em, cho nên là cái giá thành nó rất là rẻ và chạy rất là tiết kiệm xăng luôn. Thì anh nào đang cần một con máy mua để dùng gia đình thôi thì anh em lấy cái con S6 này cũng rất là hợp lý. Mà đặc biệt con này nó cũng là tum gời tum nhôm, thì anh em cần thì cũng có thể là tháo bốn ốc này ra nè, là anh em lấy cái đầu máy kia anh em xài cũng được. Con này cái áo này kiểu như nó bị này giống như cái gì đó nóng nó gớt lên bị chảy thì nha anh em ha. Bình xăng con đó là hai kim mới nha, thì giống như cái con Gobin hồi nãy đó, thì nó giúp cho xăng qua đều hơn, không có bị thiếu xăng. Nếu trường hợp thiếu xăng thì anh em lên ga sẽ bị tắt vô chừng, hay thì cái này nó giúp cho xăng qua đều, không có bị thiếu nè. Cái thứ hai là giật rất là nhạy nổ cho mình luôn. Bình xăng lớn là mới luôn nha anh em. Con này nó dùng công tắc gạt ha, lên mở xuống là tắt nè. Đó, công tắc khá là quen thuộc luôn nha. Kawasaki TG20 ha, nòng 30 ly 20cc. Rồi con này trắng cỏ đầu bò đầy đủ nha. Cái đầu bò nó cũng có chén chống quắn cỏ luôn nha anh em. Máy nhỏ nhỏ nhưng mà đầy đủ trang bị ha. S6 giá 1.2 triệu, ba con đầu 1.2 triệu quá rẻ. Tiếp theo là con S7. Nổ quá giòn ha anh em, nghe quá đã luôn.
S7 là con Tanaka, một trong những dòng máy nổ cực kỳ bốc, cực kỳ giòn luôn. Thông qua con này anh em nghe tiếng máy này cũng đủ hiểu rồi ha. Bình xăng con zin luôn nha anh em. Ở trên bình xăng con nó có dập chữ da băng cho mình luôn nè. Bình xăng lớn cũng là bình xăng zin nguyên bản theo máy nha. Con này được cái cũng là tum gời, tum nhôm. Anh em cần thì cũng có thể tháo bốn con ốc này nè, là anh em lấy cái đầu máy gời anh em xài cũng được luôn. Lắp tay lái đầu bò đầy đủ cho mình hết nha. Rồi, con này là đầu bò, là chén kẹp đầu bò đầy đủ luôn. Dễ việc cắn lưỡi vô xài thôi. Hình thức con này là nguyên zin nguyên bản 100%, liên lạc không bể không vỡ ở đâu ha. S7 giá 1.300.000. S8. Quá đẹp luôn ha anh em, đỏ ao hết luôn nè. Đây, áo thì còn tem mát đầy đủ luôn, bình xăng thì còn trắng tươi luôn ha. Quá mới luôn. Nòng 30 ly 20cc, áo là phải gọi là xuất sắc luôn nha anh em, tem thì còn trắng tươi luôn nè. Nói chung con này là phải gọi là hàng trưng bày luôn nha anh em. Bình xăng lớn nó còn tem luôn nè, thấy không? Đó, con này nó xài cái ga giống như ga bóp đó nha. Anh em kéo nè, buông ga tự động nó chảy về cho mình vị trí ban đầu. Ốc cùm là bốn con trắng tươi luôn nha anh em, còn ống lắp là chưa bị chạy miếng nào luôn. Tem mát rồi còn nguyên si luôn nha. Đây, rất là đẹp luôn ha. Rồi, đầu bò chén kẹp đầy đủ nha. Rồi, con này nó cũng có cái chén chống ốc mày mò, chống cái chống quán cỏ luôn đây. Ha, rất là xịn sò luôn nha anh em. Quá đẹp luôn. Quá mới, quá vip luôn ha. Quay con này quay cận cảnh cho anh em xem rồi cho đã nha. S8 giá 1.300.000 nha. Tiếp theo là con S9. S9 là con Echo Kiwit ha, là một trong những dòng máy chạy rất là tiết kiệm xăng luôn nha anh em, mà nổ thì rất là giòn luôn. S9 là con Echo Kiwit 235, nòng 32 ly 23cc. Hình thức con này là nguyên zin nha anh em, bình xăng con là zin theo máy cho mình nè. Bình xăng lớn thì đã thay mới nha. Đây, con này tem made in Japan nó nhập bên hông cho mình nè. Số seri máy là 016370 ha. Con này thì nó là tum liền, tum nhựa, tum theo máy luôn nha anh em. Công tắc là công tắc gạt ha. Gạt xuống là tắt, gạt lên là mở được, cái đó nằm ở trên cái tay á, cho nên nó rất là dễ sử dụng luôn. Tay lái ốc cùm này kia là nguyên zin nguyên bản nha. S9 giá 1.500.000. Anh em chạy dùng gia đình thì muốn tiết kiệm xăng thì lấy con S9 này cũng rất là ngon. Dòng Metro này chạy cực kỳ tiết kiệm xăng nha anh em. Tiếp theo là con S10. S10 là cái con Robin thầy chùa nha anh em, nòng 34 ly tới 25cc nha. Con này nói chung máy chạy ngon, khỏe, tiết kiệm xăng. Nói chung là ok hết, mà chỉ có cái là hình thức bên ngoài nó không có được đẹp. Cho nên là giá em bán cho anh em chỉ có 1.500.000 thôi. Hay là do cái hình thức bên ngoài nó không được đẹp thôi nha anh em. Bình xăng con zin cho mình luôn nè, quanh gồ ga ngang nè. Bình xăng lớn thì thay mới nha. Bình xăng này thì cái họng đổ xăng là họng cổ cao luôn nha. Liên lạc không bể không vỡ, tum là tum nhôm cho mình luôn. Nó chỉ mỗi tội là cái áo hơi xấu thôi, nhưng về máy móc thì rất là ngon nha anh em. Rồi, con này đang chạy là tay đơn ha. Anh em muốn đổi tay đôi thì bên em sẽ đổi cho mình, đổi bên em đổi là tay mới nha anh em. Đây, lắp zin cho mình luôn. Trên lắp nó còn số seri luôn ha. Da băng đồ đàng hoàng luôn nha anh em, 253 ha. Trắng cỏ đồ bò là zin theo máy cho mình hết luôn nè. Đó, chỉ có mỗi tội là cái áo hơi xấu thôi, cho nên là giá thì rất là rẻ luôn nha anh em. Tem thì còn đầy đủ nha. S10 giá 1.500.000 ha. S11. Giống như con Maru màu đỏ hồi nãy thì con này rất là đẹp luôn nha anh em ha. Nòng con này thì nó bự hơn con kia. Nòng 34 ly nha, nó 26cc á. Nếu mà anh em muốn giống như con đỏ nãy mà công suất to hơn thì lấy con ốc 11 này là cực kỳ hợp lý luôn. Có thể dùng để cắt cỏ bằng dây cước luôn. Mặt tiền thì chui nắm khối nè, áo thì còn rất là sáng luôn ha. Tum là tum liền, tum nhựa theo máy nè. Ốc thì còn trắng tươi luôn, chưa có dính một miếng sình miếng bụi luôn nha anh em. Công tắc ấn hay công tắc zin theo máy nè. Bình xăng lớn chưa bị chạy xước, chưa bị bong chóc luôn nha. Đây, bình xăng con ga ngang ha. Trong lốc thì có dập mắt in da băng cho mình luôn. Số seri là dập nổi bên hông luôn nè. Đây ha anh em, rất là chắc chắn luôn, K872027 ha. Đặc biệt con này nó dùng cái ga bóp hệ nha anh em, bóp mỗi dịch nha. Bóp zin theo máy nè, cùm zin cho mình luôn. Anh em nhìn cái ống lắp nè, chưa bị chạy xước luôn nha anh em.
còn tem mác đầy đủ cho mình luôn. Chắn cỏ đầu bò là zin theo máy hết cho mình luôn nè. Quá đẹp luôn ha. Một con máy phải có một từ duy nhất thôi là tuyệt. Hai từ là tuyệt vời. Đó. S2 giá 2.200.000 nha anh em. Quá xuất sắc luôn. Rồi, cuối cùng S12. Của người ta dây giật á anh em, thường á nó mới là nó màu trắng, còn mà nó dính nhớt thì nó màu đen. Còn cái ông này không giống ai cho anh em, ông chơi nguyên cái cọng dây của ông màu đỏ anh em, nhìn cực kỳ lạ luôn nha ha. S12 là con Isaki TH 3400 nòng 37 ly 34cc, hình thức con này là nguyên bản cho anh em hết luôn nha. Lóc mái áo là zin hết luôn nè, bình xăng con là ga ngang ha, bình xăng lớn zin, nó có thêm một cái miếng lót ở dưới bảo vệ bình xăng, chống bình xăng mài mòn mình luôn, rất là chắc chắn luôn nha. Trong lốc thì có dập da băng cho mình luôn ha. Hàng chính hãng luôn nha anh em. Tum của nó là tum nhôm. Đây, tum nhôm mà tum lớn nha. Tên máy đây, code nè, TH334 nè. Số seri là 087579 là số seri của máy. Ống là ống 26 nha anh em. Ga kéo ha. Đây, kéo xuống nè, là kéo lên ga nè, đẩy lên là chạy chỉ ban đầu. Công tắc thì anh em nhớ gạt cái phần xanh này là mở nha, còn gạt lên cái phần đỏ là tắt ha. Cùng zin theo máy cho mình luôn. Tên nè, chơi nóng lắp còn luôn nha anh em, Isaki 3400 ha. Đầu bò đầy đủ, chắn kẹp đầy đủ nha. Giờ chỉ việc là gắn lưỡi vô xài thôi ha. Chỗ này thì chỗ gắn chắn cỏ cho nên nó hơi bị xước chút xíu nha anh em. Cái chỗ đó là để gắn chắn cỏ, cái cản cỏ đó. Hình thức thì nguyên zin nguyên bản hết cho mình 100% nha. HS12 giá 2.300.000 ha, nòng 37 ly 34cc. Rồi, anh em chốt máy liên hệ số điện thoại của em. Chào tất cả anh em nha.